Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Trang Trí Nội Thất 3D. Rất vui lại được gặp lại mọi người trong video này. Rất là nhiều người hỏi sàn nhựa dán keo thì có thể tự mua về thi công được không? Thì trong video này em sẽ giải đáp tất cả những cái thắc mắc của quý khách hàng trong suốt thời gian vừa qua đã để lại câu hỏi cho bên Trang Trí Nội Thất 3D. Đấy là sàn nhựa dán keo thì có thể tự mua về thi công nhé mọi người nhé. Như mọi người và anh chị em, cô dì chú bác có thể nhìn thấy trên video em đang quay, em đang gửi đến quý vị khách hàng của thân yêu của bên em. Thì đây là những cái tấm sàn nhựa dán keo được bên em đi thi công. Nhưng thực chất thì các anh chị có thể mua về tự thi công cho gia đình mình được nhá anh chị nhá. Bản chất tấm sàn này đã có một lớp keo sẵn và chỉ cần có cốt nền bằng gạch men hoặc là mặt nhẵn thì anh chị em có thể tự thi công tấm sàn này cho gia đình mình mà không phải mất tiền hoặc là mất nhiều kinh tế để tìm kiếm nhân công bên ngoài và đỡ được một khoản kinh tế cho gia đình mình nhá mọi người nhá. Đấy, anh chị em có thể nhìn thấy đấy ạ, cái cách kỹ thuật thi công của sàn nhựa dán keo này nó rất là dễ. Chỉ cần bóc một lớp giấy phủ phía sau ra và dán xuống nền. Và nếu như anh chị muốn chắc hơn nữa, muốn gia cố thêm một lớp keo thì anh chị hãy sử dụng những cái loại keo chuyên dụng đi kèm của nó để tăng cường thêm một lớp keo cho nền nhà, tăng cường thêm độ bám dính giữa tấm sàn và nền nhà nhé mọi người nhé. Đấy, khi bóc tấm sàn ra, bóc tấm giấy phủ phía sau ra và anh chị đặt và dùng một cái búa cao su gõ nhẹ vào nền nhà để cho có sự liên kết giữa nền nhà và tấm sàn. Rất là đơn giản, rất là dễ. Và cần phải vệ sinh sạch sẽ sàn trước khi dán sàn nhé mọi người nhé. Anh chị em thấy video này em chia sẻ hữu ích đến anh chị em thì anh chị hãy nhớ đăng ký và hãy nhớ bấm chuông bên cạnh nút đăng ký để theo dõi nhiều video hay hơn khi bên em đăng tải lên kênh YouTube nhá anh chị nhá. Đấy, anh chị thấy video này hay thì hãy chia sẻ video này đến cộng đồng và anh chị hãy nhớ like và hãy nhớ chia sẻ video này đến nhiều trang mạng để nhiều người biết tới những cái kỹ thuật thi công mà không phải đơn vị nào người ta cũng giới thiệu và hướng dẫn cho quý anh chị và khách hàng thân yêu của bên em nhá anh chị nhá. Đấy, không phải đơn vị nào cũng có thời gian hay là cũng tiết lộ được những cái bí mật cái kỹ thuật thi công này để gửi tặng đến quý vị và quý khách hàng yêu quý, mà chỉ bên Trang Trí Nội Thất 3D với tâm nguyện là chia sẻ được những cái kỹ thuật thi công đến cho tất cả mọi người, những quý khách hàng thân yêu trên khắp mọi miền Tổ quốc để cho anh chị có thể tự thi công những cái tấm sàn nhựa dán keo này cho gia đình mình mà không phải khó khăn, gặp phải vấn đề gì trong quá trình thi công nha anh chị nhá. Đấy, anh chị cần phải lau sạch sẽ sàn, sau đấy tăng cường thêm một lớp keo dưới lên, tăng cường thêm độ bám dính cho tấm sàn để tuổi thọ của tấm sàn sẽ được tăng thêm tuổi thọ nhé mọi người nhé. Và đây là mã màu M20, là mã màu sản phẩm được bên em bán chạy nhất trong những cái đầu năm 2021 đến nay. Đấy, rất là sang trọng. Đấy, phù hợp với tất cả mọi không gian, mọi thiết kế với mã sàn M20 này nhé mọi người nhé. Ngoài ra thì sản phẩm này thì có rất là nhiều màu. Và anh chị muốn tham khảo thêm màu thì anh chị hãy liên hệ ngay đến hotline 0972 584 331 để được bên nhân viên của bên em thì gửi tất cả các bảng màu cho anh chị để các anh chị có thể tham khảo những cái bảng màu phù hợp với phong thủy của gia đình mình nhé mọi người nhé. Đấy, thì công rất là dễ luôn mọi người ạ. Mọi người xem video này đến đây mà thấy hay, thấy hữu ích thì hãy đừng ngần ngại dành ra 5 giây để chia sẻ video này giúp em đến tất cả cộng đồng để mọi người người ta đều biết những cách kỹ thuật thi công này. Và nếu như anh chị nắm bắt được những kỹ thuật thi công này thì tiết kiệm được rất là nhiều chi phí, rất là nhiều kinh tế để thuê nhân công bên ngoài nha anh chị nhá. Đấy, rất là dễ luôn nhá, thi công rất là dễ, chỉ cần thao tác một vài thao tác đơn giản thì anh chị đã thi công được xong những cái tấm sàn nhựa này. Và anh chị lưu ý là anh chị hãy thi công theo hình thức so le nhá anh chị nhá. Anh chị có thể nhìn thấy trên màn hình đây, có những cái bậc thang như này, người ta gọi là thi công theo hình thức so le thì nó sẽ đẹp hơn. Anh chị không nên thi công thẳng mạch thẳng hàng với nhau nhá anh chị nhá. Những lưu ý đơn giản mà cần phải có trong quá trình thi công sàn. Đấy, rất là đơn giản. Đây là mã M20, màu ghi, sản phẩm bán chạy nhất trên thị trường hiện nay với mã màu sàn dán keo 20 ly, phù hợp với mọi không gian. Đấy, và cái sàn nhựa dán keo này chỉ phù hợp cho những nền nhà đã có gạch men muốn thay đổi màu sắc, hoặc là những cái nền bê tông nhưng mà được đánh bóng nhẵn nhé mọi người nhé, không thể làm được trên những bề mặt sần sùi.
lấy anh chị em xem video kỹ để có thể mua phải sản phẩm đúng như yêu cầu, đúng như cái mong muốn của mình. Đừng mua tràn lan để khi về không dùng được thì lại phí kinh tế cho gia đình mình nhá. Đấy, sàn đây là nền gạch men cũ kỹ ngày xưa từ thời 45 và đã được khách hàng tin tưởng sử dụng sàn nhựa dán keo để thay thế màu sắc cho cái sàn cũ này. Rất là cũ kỹ luôn nhé mọi người nhé. Đấy, anh chị có thể nhìn thấy sàn rất là cũ rồi. Đấy, anh chị cần phải vệ sinh sạch sẽ sàn nhá anh chị nhá, mọi người nhá. Hãy nhớ vệ sinh sạch sẽ sàn trước khi dán sàn để có cái độ bền cao hơn. Đấy. Và anh chị xem video đến đây mà thấy em chia sẻ hay, chia sẻ hữu ích thì hãy nhớ đăng ký. Nhớ đăng ký kênh, hãy nhớ bấm nút đăng ký và hãy nhớ nhấn quả chuông bên cạnh nút đăng ký để theo dõi nhiều video hay hơn khi bên mình đăng tải lên kênh YouTube hàng ngày. Và hãy chia sẻ video này đến thật nhiều là nhiều khách hàng, thật là nhiều bạn bè để tất cả bạn bè có thể xem được video này và có thể biết được cái kỹ thuật thi công sàn nhựa dán keo siêu đơn giản này. Và một lần nữa em xin phép khép lại video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Xin chào.